Tiếp nữa đó là vật chất nó quyết định cái gì? Bản chất của ý thức. Thế thì đã nói đến bản chất của ý thức thì chúng ta mất thời gian chúng ta phải quay trở lại cái phần mà bản chất ý thức nó là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Nó là sự phản ánh một cách tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo thế giới khách quan vào bộ não người. Thế đây vật chất nó quyết định cái gì? Quyết định bản chất của ý thức. Thế thì bản chất của ý thức thì để nói nó là phản ánh năng động sáng tạo. các em thấy trên cơ sở hoạt động thực tiễn ý thức con người là sự phản ánh một cách tự giác tích cực sáng tạo thế giới khách quan. Hoạt động thực tiễn cải biến thế giới khách quan của con người, nó chính là cái cơ sở để hình thành và phát triển của ý thức. Các em nhớ là hoạt động thực tiễn cải biến thế giới thì vẫn nhấn mạnh các em là các em phải nắm được cái phần thực tiễn đằng sau thì mới có thể làm rõ nội dung này. Đấy. Tuy nhiên đây thầy chỉ muốn nhấn mạnh quay trở lại ở đây ở phạm vi này đó là vật chất nó quyết định bản chất của ý thức. Thầy chỉ muốn nhấn mạnh các em rằng là cái sự phản ánh một cách tích cực này chủ động này sáng tạo của ý thức ấy nhấn mạnh với các em là điều đó không có nghĩa nhấn lại, mạnh lại câu lại nhé điều đó không có nghĩa là ý thức có thể đẻ ra sinh ra được vật chất mà năng động tích cực sáng tạo ở đây năng động tích cực sáng tạo đó là năng động tích cực sáng tạo của sự phản ánh nó là sáng tạo còn ta nói chốt lại một câu nó là sáng tạo nhưng mà sáng tạo đây chính là sáng tạo của sự phản ánh ý thức Chứ nó không phải theo cái nghĩa là sáng tạo là ý thức nó có thể sinh ra được vật chất. Nếu nói như vậy thì chúng ta đã trượt từ quan điểm duy vật sang quan điểm duy tâm mất rồi. Thế thì các em thấy cái ví dụ ở bên dưới này nó làm rất rõ điều này. Trong đại dịch Covid-19 này ở Việt Nam 2021 rồi đầu 2022 các em biết rồi. Và kể cả đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp của Việt Nam hoạt động cầm chừng. Không ít doanh nghiệp phá sản, giải thể. Nhưng trong thời kỳ đại dịch ấy Các em nhớ là trong thời kỳ đại dịch ấy Người ta nói đây là nhiều Nhiều nhưng không nghĩa là tất cả Nhiều doanh nghiệp thì hoạt động cầm trình Chừng rồi sau đó phá sản giải thể Và đến ngày hôm nay và thậm chí nó còn kéo dài đến khoảng 2000 Thậm chí thầy theo thầy còn phải đến 2028 Chưa chắc 25 chúng ta đã ra khỏi Mà phải còn dài hơn nữa Còn tác động còn lớn lắm Cái đại dịch này và đặc biệt cuộc chiến của Nga-Urena còn nhiều chuyện lắm Thế để nói muốn nói các em là nhiều doanh nghiệp là hoạt động cầm chừng phá sản giải thể nhưng cũng trong cái thời điểm đó thì lại vẫn có doanh nghiệp ăn nên làm ra phát đạt thậm chí còn phát đạt hơn cả thời kỳ trước đại dịch nhưng lưu ý rằng những doanh nghiệp đó không hề liên quan đến thiết bị y tế không hề liên quan đến y tế chứ còn nếu mà các em nói rằng các cái doanh nghiệp nó liên quan đến vấn đề y tế nó thành là nó sản xuất khẩu trang về thuốc chữa bệnh những thứ để để phòng chống dịch thì lấy đấy là một câu chuyện khác ở đây không nói đến những, những cái loại doanh nghiệp đó những cái công ty đó mà nói những công ty nó hoạt động nó không liên quan gì đến cái lĩnh vực ấy mà nó vẫn cứ làm ăn nên làm ăn nên làm ra phát đạt mà nếu mà nói mà nếu mà quay trở lại đó thì các em thấy một trong những cái doanh nghiệp rất thành đạt lúc bấy giờ có thể nói là rất tuyệt vời trong đại dịch ấy, thành đạt trong đại dịch ấy, đó chính là thế giới di động. Nhưng đến ngày hôm nay, thì các em biết rằng đến ngày hôm nay, tức là khi chúng ta đã khống chế xong đại dịch rồi, hết rồi, đại dịch về cơ bản đã hoàn toàn giải quyết xong rồi, dứt điểm rồi, thì các em thấy trong năm 2023, thế giới di động là một trong những công ty doanh nghiệp sa thải nhiều lao động nhất. Để nó nói lên cái gì? Nó nói lên rằng là bản thân các ông chủ những người lãnh đạo phải luôn luôn năng động sáng tạo Đấy, luôn luôn năng động sáng tạo để làm sao để đổi mới trong quá trình quản lý trong quá trình tổ chức trong quá trình sản xuất kinh doanh thì mới có thể có thành công lâu dài nói nó nhiều lắm như bây giờ thôi quay trở lại nhé các em nhìn thấy đây nhiều doanh nghiệp phải phá sản nhưng có doanh nghiệp ăn nên làm ra phát đạt nhưng nó không liên quan gì đến gì đến cái các cái vấn đề liên quan đến y tế bởi vì sao bởi vì trong những cái doanh nghiệp ấy cái doanh nghiệp ăn nên làm ra đó bản thân những cái người lãnh đạo của họ cái đội ngũ nhân viên của họ vân vân và vân vân phải hết sức năng động sáng tạo trong đại dịch em thấy đấy đại dịch nó là gì nó tác động đến tất cả các cái doanh nghiệp tất cả mọi thành phần kinh tế không chỉ ở việt nam mà những đối tác chiến lược về kinh tế của chúng ta đều bị tác động lớn của đại dịch covid thế thì cái đại dịch đó nó là cái ở bên ngoài nó là cái khách quan bên ngoài nó tác động đến mỗi doanh nghiệp nhưng mà mỗi doanh nghiệp thì các em thấy không bản thân họ làm sao họ năng động sáng tạo họ tìm ra được cách thức tìm ra được con đường tìm ra được phương thức làm ăn mới và vẫn mang lại hiệu quả cái từ này nếu trong đúng nghĩa theo quan điểm của cha ông chúng ta ấy, là trong cái khó ló ra cái khôn cuộc sống nó là như vậy trong cái khó thì ló ra được cái khôn ló cái khôn đó chính là gì chính là thể hiện sự sáng tạo cho nên là đại dịch nó là cái chung mà nó. nó là chung nó tác động ở bên ngoài các em phải hiểu phản ánh là sự tái tạo những cái đặc điểm của một hệ thống vật chất này ở một hệ thống vật chất khác thông qua quá trình tác động qua lại giữa chúng đại dịch covid thì nó tác động có phải đến một doanh nghiệp đâu tất cả các doanh nghiệp nó không phải chỉ đến việt nam hầu hết tất cả các nước trên thế giới đặc biệt là những đối tác kinh tế chiến lược của việt nam đấy tác động vào như vậy thì nhiều doanh nghiệp thì các em biết rồi không trụ được bởi vì giãn cách xã hội thường xuyên như vậy làm gì còn đơn hàng nữa thì sao tồn tại được thế cuối cùng thất bại các em thấy không nhưng mà trong đó lại có những doanh nghiệp ăn nên làm ra thế thì nó tác động chung vào thì bản thân những ông chủ này như thế nào họ nắm được cái cái gì cái bối cảnh đó cái gì những cái khó khăn những cái thách thức đó nhưng họ lại nhìn thấy cái thời cơ ở bên trong họ tìm ra được cái phương thức cái cách thức làm ăn mới và cuối cùng họ thành công đấy mà các em tìm hiểu thì thế giới rộng chính là một biểu hiện nhưng mà thành công rồi đấy rồi đến ngày hôm nay thì lại như thế nào để nó đòi hỏi là gì bản thân mỗi người thì nói rộng ra là bản thân mỗi người mỗi quốc gia dân tộc mỗi chủ thể chúng ta luôn luôn phải đổi mới sáng tạo luôn luôn phải đổi mới sáng tạo và làm bất cứ một cái gì đó chúng ta phải luôn luôn sáng tạo. Học tập cũng phải sáng tạo. Đấy, trong quá trình học là phải sáng tạo rồi. Tìm ra cái phương pháp học tập nào cho mình cũng là sáng tạo. Phương pháp là cái chung, những cái phương pháp nào phù hợp với mình đây, nó thể hiện sự sáng tạo. Đấy, sáng tạo đấy là sáng tạo của sự phản ánh. Đấy thì còn đấy các em lấy cái ví dụ đó đơn giản đấy, còn tiếp các em nhìn cái ví dụ sau này. Nhiều sinh viên học kém do học online trong thời kỳ đại dịch nhưng có không ít sinh viên là khẳng định rằng học online họ vẫn học tốt Đấy. bởi vì bản thân những cái sinh viên này họ phát huy được cái gì cái tính tích cực năng động sáng tạo của họ trong quá trình học tập cho nên cái câu là trong cái khó ló cái khôn này là rất hay nhưng mà có cái câu khác là cái khó thì lại bó cái khôn thấy rằng trong chúng ta cũng rất sáng tạo Đấy. trong cái khó thì ló cái khôn nhưng mà có đôi khi nhiều lúc cái khó thì lại bó cái khôn điều kiện khách quan ấy. Đấy. các cái quan hệ bên ngoài yếu tố bên ngoài nó tác động mặc dù mình nghĩ được nhưng không làm được mình biết rằng à đầu tư là thành công đấy nhưng mình vấn đề mình không có tiền mình không làm cách nào để mình thế chấp tài sản nhà cửa thứ để bắt đầu mình vay được tiền để mình đầu tư chỗ này đầu tư chỗ khác anh em đấy nhưng họ không tin và bảo ôi thì chả tin nó đâu chết đói đi như chơi nguy hiểm lắm đừng phiêu lưu theo nó và cuối cùng thì chúng ta thấy không cái khó lại bó cái khôn đấy, cho nên ở đây thì muốn chốt lại cái là mọi sự sáng tạo của ý thức ấy. đấy còn nếu nói chính xác đây là sáng tạo của sự phản ánh ý thức nó đều phải trên cơ sở của cái gì của hiện thực khách quan của điều kiện khách quan của điều kiện vật chất của thực tại khách quan em nói thì cái từ của Lenin là của thực tại khách quan là ok hết mọi sự sáng tạo của phản ánh ý thức nó đều xuất phát từ cái đó